bố thí, nếu gọi là bên ngoài á, thì bố thí cái vật dụng. Và dù có bố thí cái gì ở bên ngoài đi nữa thì vẫn không có cái tâm hối tiếc. Tức là chúng ta không có, dùng cái từ đơn giản, chúng ta không có vướng mắc. Khi mà tất cả chúng ta đều không có vướng mắc với tất cả những cái vật dụng ở bên ngoài thì xem như là chúng ta đã bố thí rồi. Đơn giản là mình không vướng mắc thôi, mình không có tâm để mà chấp thủ những cái vật dụng đó. À, mới lúc đầu thì mình không có tâm chấp thủ, mình xả ly giai đoạn đầu thì nó cũng là một cái hạnh để chúng ta tu. Nhưng mà sau khi mà chúng ta thành tựu cái hạnh tu tập xả ly của mình á, thì mình sẽ thấy mình không còn vướng cái gì. Và ngay cái phút giây mà mình không có vướng với bất kỳ một cái điều gì trong thế gian này nữa thì xem như chúng ta đã bố thí một cách toàn triệt tất cả những cái vật dụng, tức là tất cả những cái sở hữu của mình. Và sở hữu của mình gọi là cái ngã sở của chúng ta đã được bố thí rồi. Và vì lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài, ở đây chúng ta chưa có một cái lần nào đó mình cảm giác tất cả người xung quanh chúng ta là người thân, đúng không? Chúng ta có lần nào như vậy chưa? Những người xung quanh mình thôi, ví dụ như ở tăng đường khoảng 40-50 thầy đó, tự nhiên cái mình mở mắt ra mình thấy đây là những người thân yêu của mình, có lần nào vậy không? Này hỏi thiệt á, chúng ta có cái cảm giác cái người thân của mình xong á thì mình tự nhiên cái mình muốn có cái hành động gì đó để lợi ích những người thân của mình. Cái này nó phải sanh ra sau cái tình cảm, đúng không? Tại vì thường là mình thân, mình thương ai là mình sẽ lo lắng, mình sẽ chăm sóc cho người đó. Mình muốn cho người đó được sống tốt, muốn cho người đó được hạnh phúc thì mình được gọi là thương người đó. Này có không? Này không có. Này không có. À, cái lúc nào mình cũng muốn cho cái người mình thương, mình quý, mình kính là người đó cũng sống trong hạnh phúc, người đó cũng có được lợi ích. Mỗi lần mình nghĩ tới người đó, cái mình muốn làm gì đó cho người đó được lợi ích, người đó được hạnh phúc, thì cái đó mới được gọi là thương, đúng không? Chứ không phải thương rồi lại thấy được cái rất là thân, cái mình muốn mình được cái gì từ người thân của mình, là coi chừng là không phải à. Coi chừng là mình lợi dụng tình cảm cái gì đó chứ không phải mình thương. Khi mình thương á, nó có một cái sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Thậm chí là mình có thể mình có thể san sẻ tất cả những cái quyền lợi mình cho cái người bình thường, thậm chí mình có thể hy sinh cái mạng mình cho người bình thường, thì đó mới là thương thật. Và chúng ta thấy cái chuyện này ở thế gian họ có đó. Bạn bè thôi nó thương nhau, nhiều khi bạn mình nó đang xây lưng cái đằng kia cầm súng nó ngắm bắn bạn mình, cái mình phóng ra mình đỡ, mình dính đạn mình chết thế nó. Có này nhiều lắm, không phải là coi phim đâu mà đó là sự thật á. Khi chúng ta thật sự thương người khác, chúng ta bất kể cái quyền lợi riêng tư của mình, và có cái gì quyền lợi riêng tư mình cũng muốn làm cho người khác được lợi. Và đó chính là cái mà của các Bồ Tát làm cho mình. Các vị Bồ Tát luôn thương mình và muốn làm cái gì đó để cho mình có lợi ích, chứ không có nghĩ cái chuyện, không có chuyện tiếc đâu. Cái hồi mà còn thương á, quý vị thấy cho quá trời quá đó, cái gì cũng cho, cái gì cũng chia sẻ ha. Ghét nhau nó viết nguyên một cái sớ táo quân dài nó kể ra nó cho mày cái này cái kia tụi luôn, nó kể thì nghe nó nổ lỗ tai luôn, mình không có đủ để mình trả lại kịp. Đó thì vậy là các vị Bồ Tát thì nó khác hơn, tức là cái việc nghĩ một bài là cho mình rồi làm mình có lợi ích. Cho nên nó là ở đây dùng là theo tất cả các loài chúng sanh có những cái sự mong cầu sai khác nè, những cái chỗ muốn sai khác nè, thì Bồ Tát đều làm tất cả, mua sắm tất cả, tức là chọn lựa tất cả những cái vật dụng cần thiết cho các loài, các cõi. Cái tâm mong cầu của tất cả chúng sanh Bồ Tát đều thực hiện đầy đủ hết. Thì cái này là hơn cha mẹ thương con, đúng không? Cha mà thương con, mẹ thương con, mỗi lần nó ra riêng rồi thấy là cất cho nó một cái nhà. Ở nhà nó muốn một lầu, mình mới đầu tính cất một lầu thôi, nó đòi hai lầu, cái mình rén cho cất nó hai cái lầu. Mới cái có cái tủ, cái nó muốn có thêm cái tủ sắt đẹp hơn, nó có muốn thêm cái giường đẹp hơn, nó muốn gì nó cho riết rồi cái. Thiếu nợ cũng gán dạy nín thở cho nó tới hồi chết, cái ghi sổ nợ để đó nó trả.
Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Bồ Tát có cái tâm đó, tức là chúng sanh một loài thôi, như mình thôi, loài người thôi, thì quá rất nhiều cái sự mong cầu đúng không? Vậy mà Bồ Tát vẫn tìm đủ mọi cách để chúng ta có được đầy đủ, không có thiếu thốn cái gì. Thì là con của Bồ Tát còn đông hơn cha mẹ có mấy đứa con, nhưng Bồ Tát vẫn lo, mà không phải lo một đời. Trong nhân quả, nhiều khi cha mẹ mình đời này lo cho mình, thì qua đời sau đâu có được làm cha làm mẹ lo tiếp nữa đâu. Vì nhân quả khi vừa lo cái bắt đầu cái mình thiếu nợ, thiếu nợ đời sau cái có nhiều khi cũng trở lại là làm con của mình lo lại. Nó đến lòng vòng vậy đó. Còn Bồ Tát thì không có cái vụ làm con trở lại. Bồ Tát thì khác đi, giống như cha mẹ mình thiệt đó, mà là chờ làm cha mẹ vĩnh kiếp. Cho nên lúc nào thấy mà mình leo nheo lóc nhóc đội gì Bồ Tát cho, mà cứ đời này qua tới kiếp nọ, thiếu cái gì thì bù đắp cái đó, thiếu cái gì thì cho cái đó, thiếu cái gì thì dạy dỗ cái đó, thiếu cái gì thì làm tròn vẹn cái đó. Thì đó là tâm của Bồ Tát và chư Phật. Thì đó chúng ta học đạo, chúng ta thấy những cái cách mà diễn tả như thế này á, những vị đã làm và những cái kinh nghiệm, kể lại những cái kinh nghiệm, những cái việc làm của các vị Bồ Tát trong các cõi. Đây là cái cách mà Bồ Tát kể cái kinh nghiệm mình làm, tức là trong quá trình mà hành hạnh Bồ Tát là chư Bồ Tát luôn làm như vậy. Tới cõi nào thì chúng sanh cũng kém phước hơn Bồ Tát hết á. Đây là một sự thật, đúng không? Mình thì đang dưới đi lên phước kém, các vị Bồ Tát thì đầy đủ phước báo, đã được giác ngộ giải thoát rồi. Thật ra là dư phước để có thể cho chúng sanh dùng xài về mọi mặt, từ cái thấy nhìn ở trong Phật Pháp cho tới những cái vật dụng dùng xài ở thế gian. Thiếu cái gì Bồ Tát sẽ cung cấp cho mình đầy đủ cái đó. À, gọi là ở đây kết thúc gọi là về bố thí vô biên, rồi bố thí tất cả, bố thí trong thân và của ngoài thân, tất cả mọi cái Bồ Tát đều bố thí cho chúng ta hết. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhiều khi mình kể cái này ra, cái có đôi lúc có người họ sẽ không tin, không tin họ nói có thiệt vậy không ta, không lẽ có chuyện này xảy ra trong cuộc đời. Sai mình không tin, nói thiệt nghe coi. Tại vì mình có 1 đồng, mình muốn có 2 đồng. Ví dụ như bữa nay mình có được 5 đồng đi chơi chung với bạn bè của mình. Hôm nay là chùa cho hết 50 thầy đi. Thì cái ông thầy trụ trì phát cho người 5 đồng. Cái mình dỡ đơn mình nhét sâu ở dưới. Tới hồi đi cái mình giả bộ mình quên. Quên lấy. Lấy bây giờ đi huynh đệ xài này kia, không lẽ nó mua ăn rồi, giờ mình thấy mình không ăn nó không cho, cái nó cho mình. Rồi tới hồi nó mua sắm cái mình thấy đồ thích mình rờ rờ, cái mình giả bộ mình rờ túi mình không có tiền, cái huynh đệ cho anh mượn cái mình lấy luôn. Thì cho nên mấy chuyện này mình tin không nổi đâu. Nếu mà mình đã thực sự mà đã từng quen đem cái của mình để bố thí, quen trong cuộc đời mình chăm sóc, mình lo lắng cho ai đó một cách trọn vẹn á, thì những cái điều này mình sẽ rất là tin. Tức là mình đã làm rồi, mình đã từng chăm sóc, mình đã từng lo lắng rồi, thì những cái chuyện này mình dễ tin lắm. Còn mình không từng làm, mình cứ một bài xin, một bài gom vô, thì mấy chuyện này với mình là một cái chuyện mà nó giống như là cái chuyện huyền thoại, chuyện hoang đường, chứ không phải là cái sự thật. Nhưng mà ai tin được cái hạnh Bồ Tát này, tức là chúng ta đã có một cái thiện căn lớn để chúng ta thoát khỏi cái chấp trước riêng tư của chính mình. Nếu mà không tin được cái này, chúng ta không có thoát khỏi cái đó đâu nha. Thấy vậy chứ một cái điều rất là kỳ. Nói chuyện bố thí và hy sinh cái vật dụng, cái của cải, cái quyền lợi riêng tư mình để mình giúp người khác, mình không tin. Trong đầu mình không có cái khái niệm này là thật, cái này là sách vở nói thôi, cái này là cái gì ở đâu đó, chứ cõi mình chắc không có. Trong lòng mình sẽ không bao giờ mình tin điều này. Thì sẽ nhìn coi cái thiện căn và phước đức của mình như thế nào, kém cỏi lắm. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái phước báo chúng ta không có, là lý do là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chưa từng tập làm cái chuyện này nữa. Thì như vậy điều này là cái điều rất là khó tin, mà không có thể tin được cái việc bố thí của một vị Bồ Tát. Thì đủ biết là cái tâm lượng chúng ta rất là chật hẹp, chúng ta không có thiện căn, không từng làm lợi ích cho người khác, tức là không có thiện căn lớn. Và không thiện căn lớn thì phước báo không có lớn, phước báo không lớn thì nhân duyên không có lớn,
Và ba cái này không có lớn thì chúng ta cứ cần lẹp kẹp ở trong những cái cõi thấp chứ không có thể lớn lên được. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nếu bố thí thì phước báo mình tăng trưởng là ở đâu, ở cõi nào. Ví dụ như cõi người đi, thì ít ra mình sống một đời của mình phải làm lợi ích gì đó. Không phải là mình muốn cho cuộc đời này mang ơn mình, nhưng mà lúc mà chứ phước chúng ta kém thì chúng ta có thể giúp được 5 người, 10 người. Phước chúng ta lớn một chút nữa thì một vài trăm người nó sẽ nhờ mình giúp một cái chuyện gì đó. Phước mình lớn một chút nữa, mình nghĩ tới cái chuyện mình giúp 5.000, 10.000 người. Nhưng mà mình vẫn còn thừa phước để có thể giúp hàng trăm ngàn người, hàng triệu người, hoặc là hết cái thế giới này nếu phước chúng ta lớn hơn nữa. Thì phước chúng ta lớn chừng nào thì cứ việc lợi ích chúng ta càng lớn chừng đó. Mà việc lợi ích chúng sanh chúng ta lớn chừng nào thì phước báo chúng ta lớn chừng đó, thiện căn chúng ta lớn chừng đó. Và khi cái thiện căn chúng ta lớn vượt khỏi cõi người, tự nhiên cái mình bỏ xác này mình vô cõi trời mình chơi mà không cần phải suy nghĩ. Đúng không? Còn nếu phước báo chúng ta nó cũng lòng vòng trong cái cõi người, nó không có lớn hơn ai, thì thấy người ta làm phước thì mình cũng làm phước cái ké chơi vậy á. Rồi làm chuyện có một chút đi kể gấp vàng khắp xóm nghe. Hết rồi. Cái mà quan trọng là mình kể á. Khi mình làm chuyện rồi mình đăng báo, tức là làm chuyện giúp đỡ được 200 người là chuyện cũng lớn lắm rồi, đúng không? Mà đăng cái tờ báo cũng nổi tiếng tới 2.000 người coi là mình thiếu nợ hết 1.800. Tại vì mua danh, tức là có 200 mà mình mua danh tới mấy ngàn người biết tới cái danh của mình, tức là mình thiếu nợ lại chứ mình không có sanh phước được. Cho nên có nhiều người làm phước cũng vui lắm, tại vì mình thấy là mình muốn nổi tiếng cho nên mình gán mình làm cú gì đó để mình nổi tiếng. Thì vậy là mục đích là nổi tiếng chứ không phải mục đích là thương để giúp người. Nó khác nhau hoàn toàn. Nên Bồ Tát thấy là thương chúng sanh, như nãy mình nói là cái tình cảm thương yêu của mình đối với tất cả chúng sanh, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng bao bọc, lúc nào cũng gìn giữ và lúc nào cũng làm lợi ích cho chúng sanh. Chứ cái Bồ Tát không có nghĩ chuyện khác. Và người nào mà nhận được cái sự bố thí giúp đỡ của mình, họ được sống một cái đời sống yên ổn, hạnh phúc hoặc là thăng tiến công phu, thì đó là niềm vui của Bồ Tát. Tức là cái kết quả của mình bố thí người khác có lợi, còn cái việc khác xảy ra không quan trọng. Đó, mình chỉ cần là giúp người đó và người đó nhận được sự lợi ích và họ sẽ được tiến hóa ở cái mặt tâm linh cũng như là đời sống thực tế mà họ được sống yên ổn, là đó là cái niềm vui của Bồ Tát rồi. Cho nên Bồ Tát bố thí mà nhìn thấy chúng sanh được lợi ích là Bồ Tát, Bồ Tát sẽ hoan hỷ. Lúc bố thí như vậy thì Bồ Tát thêm lớn cái chí nguyện công đức lớn, và lớn đến mức độ là thấy bổn tâm. Thì chuyện này hơi bị khó tin rồi nha. Nếu như bây giờ mình tin là bố thí, tức là đem cái của cải vật chất để mà mình cho á, mà cho tới cái công đức lớn để thấy bổn tâm á, thì khó tin lắm á, đúng không? Mình hiểu theo cái nghĩa của thế gian là mình không thể tin được. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái nghĩa bố thí có nghĩa là xả ly, có nghĩa là buông bỏ, có nghĩa là không vướng mắc, thì chuyện này có thể tin được. Bởi vì bố thí không phải là cho vật dụng bên ngoài nữa, mà là một cái sự xả ly, một cái sự không vướng mắc. Bây giờ xả bỏ thân tâm này, không vướng mắc trong thân tâm, không vướng mắc trong ngoại cảnh, tức là ngã và ngã sở đều không vướng mắc, thì họ sẽ rớt vào cảnh giới vô ngã và thấy được bổn tâm. Còn nếu mà bố thí ngã sở mà cái ngã còn nguyên thì sao thấy bổn tâm? Ngã sở là tất cả những vật dụng mình đang có ở trong thế gian này mình xả hết, nhưng mà ngã mình còn nguyên đó, thì thành ra thấy bổn tâm không nổi. Nhưng mà cả bản ngã mình cũng không còn dính chấp nữa, tức là mình đạt tới cảnh giới vô ngã thì bổn tâm mới có thể hiển hiện trong cái thấy biết của mình. Thành ra cái sự bố thí nó là một cái dạng công phu, chứ không phải là cái việc mà để đem của cải bên ngoài để bố thí nữa. Thì đây là cái mà Bồ Tát muốn. Cho nên cái nhìn của Bồ Tát muốn chúng ta tập bỏ những cái sự dính mắc về tiền của, về danh lợi, là những cái vật ở ngoài thân trước đây. Cho tới khi chúng ta thấy được là chúng ta thấy sự vướng mắc trong thân tâm này, chúng ta tập xả ly, tập buông bỏ nữa. Nó quen rồi, cái việc mà xả bỏ cái ngã sở nó quen rồi thì cái ngã cũng ta sẽ rất là dễ. Và khi mà ngã và ngã sở đã hoàn toàn không dính líu với mình được nữa, mình đạt tới cảnh giới vô ngã, vô pháp, thì lúc đó mình sẽ thấy được bổn tâm. Cho nên là bố thí mà tới công đức lớn mà thấy được bổn tâm là cái việc của cái người tu tập rất là dày dặn công phu, chứ không phải là cái chuyện mà để đem đi cho những cái vật dụng bên ngoài nữa.
có thể thường gia hộ cho tất cả chúng sanh, đều làm cho họ phát sanh cái chí nguyện thù thắng. Thấy được bốn tâm rồi thì có năng lực để có thể giúp người khác từ việc hữu hình cho tới vô hình nha. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên ở đây Bồ Tát dùng từ rất khéo là có thể gia hộ cho tất cả chúng sanh, làm cho họ phát sanh chí nguyện thù thắng. Có đôi lúc đó, cái vị Bồ Tát cũng sống bình thường trong cái cõi của mình như vậy, cũng làm người như mình, nhưng mà thực sự họ đã chứng đạo rồi, họ mới bắt đầu gọi là cái gì, phát nguyện phát tâm đi xuống cứu loài người của mình. Nhưng mà cái duyên của họ là không có giáo hóa, không có giảng thuyết, không có nhiều người biết, mà họ âm thầm để giúp đỡ người khác thôi. Thì như vậy là trong lúc đó họ thấy một cái chúng sanh nào đau khổ, hoặc là họ bị bế tắc một cái điều gì đó, thì Bồ Tát này dùng cái năng lực thông lưu của tâm mình hướng về người đó để có thể trợ giúp người đó trong công phu mà họ đang bị bế tắc. Có xảy ra là người đó sẽ thông được cái việc đó, họ công phu tiến bộ, hoặc họ đạt được định, hoặc họ mở được tuệ, họ thấu hiểu được chân lý. Cho nên cái việc mà gia hộ của Bồ Tát á, là không phải là nhiều khi họ ở cũng cõi người mình, hoặc là Bồ Tát ở cõi khác. Vì tất cả những cái vị Bồ Tát, tức là tất cả những cái bậc giác ngộ á, thì đều thấy biết được tất cả sinh hoạt của tất cả các loài, các cõi. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Thật ra trong lúc đó, cái cõi người của mình có một cái người nào mà có duyên với Bồ Tát, chúng ta ngay cái lúc đó nó có duyên, tức là ngay cái sát na đó là có duyên. Và Bồ Tát thấy mình đang dụng công bế tắc và gõ đầu mình cái mình sáng ra. Và cái việc mà thường gia hộ của Bồ Tát á, chúng ta thấy có nhiều đôi lúc là mình niệm danh hiệu Đức Phật, hoặc là chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là một vị Bồ Tát nào đó mà mình cảm giác là mình có duyên để mình niệm, mình cứ niệm thành tâm danh hiệu vị Bồ Tát đó thôi. Tới cái việc bất trắc là mình cứ kêu cứu từ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, ví dụ vậy. Nhưng mà thực sự cái mình có thể vượt qua được cái tai nạn đó hay là cái sự bế tắc đó, thì mình nghĩ là Bồ Tát Quán Thế Âm linh. Nhưng không phải đâu, lúc đó coi chừng không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm, mà là các vị Bồ Tát khác. Tại vì trong tất cả các cõi của các vị Bồ Tát thường xuyên cứu giúp chúng sanh, gần như không ai hay, không ai biết gì đâu. Thật ra dùng cái từ Quán Thế Âm, tức là nghe được cái âm thanh ai oán của tất cả các loài, các cõi, thì tất cả các vị Bồ Tát đều nghe, chứ không phải riêng một mình Ngài Quán Thế Âm nghe. Chúng ta nên biết điều này. Hoặc là có các vị chư thiên ở các cõi, các vị cũng thường xuyên theo dõi cái cõi của mình, thấy mình cũng sống thật thà, là rồi cũng ngoan đạo, đúng không? Cũng ăn chay, cũng ngồi thiền, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cũng sám hối đều đặn, tự nhiên mình gặp nạn. Và các vị thấy mình, cái thiện căn mình cũng lớn, cái nhân duyên mình cũng lớn, thôi giúp nó qua chuyện này để cho nó tu. Gặp nạn này có nhiều khi nó sẽ bị sốc, nó tu cũng được. Các vị đỡ cái mình qua chuyện. Qua chuyện mà ngay lúc đó mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái mình nghĩ ồ Bồ Tát linh dễ sợ nha, tôi mới gặp chuyện tôi niệm cái qua. Không phải đâu, có chừng mấy ông chư thiên, mấy các vị Long Thiên Hộ Pháp, khi mà chúng ta hành trì tu tập đúng á, tự dưng các vị sẽ gần gũi chúng ta hơn, và để giúp đỡ và hộ trì của mình để cho mình đi đúng đường với chánh pháp. Cho nên đây dùng cái từ là Bồ Tát thường gia hộ, đây là một cái sự thật. Tất cả những động dụng của mình được chư Phật, chư Bồ Tát, các vị Thánh Hiền và các vị Long Thiên Hộ Pháp thấy hết. Thật ra mà cái thiện căn chúng ta với cái tâm thanh tịnh chúng ta có thì sẽ luôn được các vị Bồ Tát hộ trì, hoặc là các vị phi nhân hộ trì, các vị chư thiên hộ trì mình. Đây là một cái sự thật luôn xảy ra trong đời sống của tất cả các loài, tất cả các cõi, trong đó có cõi của mình là cõi người. Thành ra là ở đây nói để làm chi? Để mình rất là yên tâm mà tu, dù là mình ở một cái nơi hoang vắng, hoặc là chúng ta ở một cái chỗ riêng tư mà cảm giác là không có an ninh, không có gì, không có ai có thể gìn giữ bảo hộ mình khi sự việc mà xấu có thể xảy ra. Đôi lúc mình cũng thấy mình lo, nhưng mà thôi mình nhiếp tâm, mình tu tập, mình sống đúng chánh pháp, lỡ có gì đâu mình đi theo Phật, ví dụ vậy. Mình chấp nhận, mình bỏ hết mọi cái để mình đi vào công phu mình tu.
và rỡ như có một cái kẻ xấu tới chuẩn bị làm cái gì đó để ngăn trở cái việc tu tập của mình, cái tự dưng cái nó bị dấp té ra ở ngoài đường nó tới không được cái tự nhiên cái nó không có động đậy gì tới mình, cái mình tu im ru không có gì, sáng hôm sau ra đứng ngoài thấy chỗ đó có miếng đất, có cục đất nó bị lũng, tức là nó té nó đập đầu gối xuống khuyết cục đất ở chỗ gần cái thất của mình mà không biết làm cha nào nó vậy đó. Nó có những cái mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái sự gia trì hộ niệm kỳ lạ lắm mà chúng ta không bao giờ có thể thấy biết được. Tới mỗi ngày mà mình tu tập và mà sâu, để mình đi sâu vào thiền định rồi, trí tuệ mình có rồi, mình đi sâu vào định, có khi mình thấy được cái chuyện quá khứ chút chút, thì tự dưng cái mình thấy cái chuyện hôm bữa trước đó là có người chuẩn bị hại mình, cái có cái thằng cha chư thiên gạt cho nó té, cái thì nó không hại mình được. Chuyện đó mình thấy bằng công phu thiền định, lúc đó mình mới tin là chư Phật, chư Bồ Tát, các vị Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ mình. Và đây là một cái sự thật. Chứ nếu mà không có sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát thì những cái người mà công phu mà cái tâm nó non á, chúng ta dùng cái từ là cái tâm non là mình dễ hiểu, nó không có vững vàng á, thì dễ bị tác động bởi những cái tác nhân bên ngoài lắm. Mình thấy thì nó gần như mình cũng không thấy, nhưng mà tự nhiên cái tâm mình rất là yên ổn à, mình đang rất là thích thú lại Phật à, cái tự nhiên có cái tác duyên cái mình chán, mình không lại Phật. Mà thực sự mình chán, mình cũng không có tìm ra được cái nguyên nhân, không tìm ra được cái lý do gì. Nhưng mà mỗi lần muốn lại Phật á, tự nhiên thôi làm biến dẹp một chút nữa đi, rồi không ấy thì mai đi, không ấy thì mốt, rồi cuối cùng 5-7 ngày mình không lại Phật được lần nào hết á. Mà mình không biết nguyên nhân, đó là những cái tác nhân xấu mà nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình, khiến cho mình không có kính lễ Phật được nữa, mà mình không hay. Nhưng mà nếu như mình là cái người tốt, tự nhiên chư thiên nó có tác ý, chư thiên chặn lại để giữ được cái tâm tinh tấn thường trực của mình không bị gãy đổ, là đêm nào mình cũng lại Phật đều đặn hết. Chứ đừng nghĩ mỗi đêm lại Phật đều đặn là tự mình khởi cái tinh tấn, không có đâu. Có khởi cái tinh tấn mà đúng chánh pháp thì các vị Long Thiên Hộ Pháp sẽ hộ trì mình. Chỉ có kế là mình không có phù hợp với chánh pháp, những cái khởi của mình cũng phù hợp chánh pháp rồi, chư thiên buồn bỏ đi. Hoặc là ông buồn buồn cái ông phun nước miếng vô mặt mình. Tôi nói đừng có làm trầm bậy, đừng có giỡn chơi, chư thiên luôn luôn lúc nào cũng có mặt của mình trơn á. Làm mà tới mấy ảnh mà chán phun nước miếng cái bẹp vô mặt mình là rồi, là cái cho cuộc đời mình tàn á, không có đơn giản đâu. Thật ra là những cái tâm niệm tu tập của chúng ta ở đây là giống như bị nói gọi là gì, bị lộ rồi. Bồ Tát nói là lộ thương gia hộ, đó là sự thật mà ít khi nói lắm. Nhưng mà sợ không nói rồi mình không hiểu, rồi Bồ Tát mới khai thiệt là lúc nào cũng gia hộ cho mình. Để thấy rằng là từng bước đi, từng việc làm, từng cái suy nghĩ rất nhỏ của chúng ta đều có sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị Thánh Hiền. Cho nên người tu mà sợ cái này, sợ cái kia là do mình không hiểu cái chuyện này. Hiểu tới đây rồi hả, là không còn sợ gì nữa hết, cứ yên tâm một bề tu tập thôi. Mọi chuyện ở cái thế giới vô hình đó, cái thế giới vô hình nó điều khiển cái thế giới hữu hình, chúng ta nên hiểu như vậy. Cho nên nó có những cái thế lực, nó có những cái thế lực mà tác động đủ để chúng ta có thể thay đổi được cái tâm ý của mình trong một sát na thôi. Đừng có giỡn mặt. Một là chúng ta ngồi thiền trong cái lúc mà cái tâm chúng ta nó rỗng á, tâm chúng ta nó rỗng, chúng ta mất một thoáng mất cái tự chủ. Và một thoáng mất tự chủ đó, nếu cái phước chúng ta lớn, chúng ta sẽ vượt qua một cảnh giới rất là tốt hơn, sâu lắng hơn trong thiền định. Nhưng mà phước chúng ta kém, mất tự chủ, cái nó đẩy chúng ta đi trước lớt luôn, cái mình trở về không được. Trở về không được, cái mình ngồi hay là mình đứng mình cũng không biết luôn đó. Rồi mình nói chuyện với bạn mình hay là mình nói chuyện với ai mình cũng không biết, mà miệng mình cứ lép nhép suốt ngày. Cái mình thấy chỗ nào cũng đồ ăn ngon, cái mình bóc mình ăn hoài. Nó đi trước lớt luôn là nó vậy đó. Mà những người mà tu thiền người ta gọi là tẩu quả nhập ma là đó, là những trường hợp này nè, những trường hợp này được gọi là tẩu quả nhập ma nè. Những cảnh giới mà nó giữa có và không, cái lúc đó chúng ta phải có một cái sự gia trì hộ niệm chứ, hoặc là chúng ta không là không ngơ, đi trước lớt đi đồ á, chúng ta không có trở lại, không có trở lại cái thân này được. Có những khoảnh khắc trong thiền định mình rớt vào cái phản chơi vơi á, mình không có cái lực để trở lại. Nó là một cái lực gì đó để chúng ta có thể trở lại đời sống bình thường, hoặc là chúng ta đi sâu vào định để đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát, hoặc là chúng ta hơi trật bờ lệ một chút, chúng ta đi cái cõi giới khác.
thì được xem như là tẩu quả nhập ma. Nếu như không có cái sự thường trực gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát thì rất khó chúng ta có thể quay lại. Và cái đôi lúc chúng ta ngủ, chúng ta chìm rất là sâu ở trong vô thức. Vì vậy là khi thức dậy thì chúng ta mới bắt đầu có cái tâm thức từ từ chúng ta tỉnh lại. Sau này mình sẽ thấy sâu vào trong thiền định thì mình sẽ thấy cái giấc ngủ của mình. Bây giờ mình không thấy đâu, mình thấy rõ ràng là bây giờ mình rất là tỉnh, là mọi chuyện mình thấy, mình nghe rất là rõ ràng nè. Cái tự nhiên cái vùng ngủ endorphin nó hiện ra trong não bộ, nó làm ri cái mắt mình thấy không rõ, cái nó mà cái nó mỏi mỏi mình mở không lên, cái lỗ tai mình nó nghe nó cũng mờ mờ, cái thân mình nó mỏi lần cái mình phê cái mình đi vô giấc ngủ, cái mình chìm sâu, cái tâm thức mình nó không còn rõ ràng, nó không còn ghi nhận, nó không còn tác ý rõ ràng, nó chúng ta chìm rất là sâu. Và lúc đó gần như chúng ta không có làm chủ được cái thân đâu. Ngay cả cái tâm mình cũng không làm chủ được khi chúng ta vào giấc ngủ. Không phải đơn giản đâu. Thì vậy là khi mà cái thức mình sống dậy để mình hoạt động lại não bộ á, hoạt động lại cái tâm thức, để tâm thức hoạt động lại não bộ là một cái chuyện gì đó không phải đơn giản đâu. Sau này quý vị thử nghiệm đi, thì mình sẽ thấy rõ ràng là trong lúc mình ngủ mình đâu làm chủ đâu. Chân tay mình không làm chủ đâu. Mình lăn qua, mình lăn lại. Có lúc mà gần tỉnh đó, mình lăn mình biết. Chứ cái lúc mà mình đang ngủ mê, mình lăn mình không có biết đâu. Lúc mình la, mình hét, mình gì đó là mình hoàn toàn mình mất tự chủ. Mà cái nghiệp nó có thể, những cái nghiệp ác hoặc nghiệp thiện nó hiện ra, khiến mình thấy mình đi trong cái cõi này, cõi kia, cõi nọ. Mình sinh hoạt, mình sống như là bình thường. Nhưng mà chúng ta không có làm chủ được cái thân này trong lúc đó đâu. Tới hồi mà từ trong vô thức thì ý thức nó bắt đầu nó sống dậy trở lại á, thì lúc đó nó mới điều khiển cái thân này trở lại. Thì cái cửa ngõ mà chìm sâu để mất hút rồi nó mới sống lại là cái cửa ngõ đó, nó là một kẽ hở. Để rồi mình chìm sâu, có khi mình nghe tiếng động cái mình giật mình cái mình phóng xuống giường cái mình đi đâu đó, cái mình cũng không biết mình đi đâu đó, mà mắt mình ngước ngơ ngơ vậy, cứ đi hoài luôn, mình không biết đi đâu về đâu luôn. Nó có những cái trường hợp đó. Thật ra là không có sự gia trì hộ niệm này khó có thể mà chúng ta được trở lại bình thường. Thì nó trở lại bình thường là như sinh hoạt bình thường như mình bây giờ thôi là đã khó. Thật ra tại sao mà mỗi cái khi mà ngủ, trước khi ngủ là mình lễ mình tạ ơn Phật, sau khi mình thức mình lễ mình tạ ơn Phật Bồ Tát là lý do này. Do các vị thường xuyên gia trì hộ niệm mình, gọi là thường trực luôn á, không có lúc nào rời mình á, không xa rời mình một sát na nữa. Nói chứ bây giờ người yêu của mình nó lo mình, chứ nó có chuyện nó cũng bỏ mình, nó đi lo công chuyện đúng không? Rồi thậm chí cha mẹ mình có công việc, nhiều khi cũng còn gửi mình nó chùm sớm lúc mình còn đang bú, ví dụ vậy đó. Công chuyện mà không thể bỏ được, bắt buộc phải đi làm, con mình gửi cho người khác trông. Nhưng mà Bồ Tát chưa rời mình một sát na. Ở đây chúng ta mới thấy điều đặc biệt. Nếu như Bồ Tát mà có rời mình thì các vị hộ pháp Long Thiên cũng thân cận gần gũi để bảo hộ, để gia trì mình. Thì đây mình thấy một cái lực lượng á, lực lượng mà ở cái cõi vô hình á, lực lượng thiện ở cõi vô hình á, dày đặc, đủ để có thể bảo bọc mình. Nếu mà các vị sơ hở là cũng ở cõi vô hình, mà lực lượng ác nó sẽ tác động vào tâm của mình liền. Đừng có dẫn chơi cái chuyện này. Thật ra là cái chuyện mà thường gia trì hộ niệm cho tất cả chúng sanh là việc Bồ Tát và các vị giác ngộ cũng như các vị Long Thiên hộ pháp luôn luôn gìn giữ. Mà cái này mà hôm nào mà nói là cái dòng xoắn á, thì mình sẽ thấy cái sức hút gì nó sẽ đi đâu, tạo dòng xoắn nào, thì mình sẽ nói lại cái này nè. Hay lắm á. Để thấy rằng đó là một sự thật. Bây giờ chúng ta không tin và có nói đi nữa, mình tưởng tượng như là cái gì mình không thấy, cái gì mình không nghe, cái gì mình không chứng minh được là cái đó nó không có. Cái kiểu của mình nó gì đó, cái đầu mình nó khoa học quá đi. Mình không tin nổi điều này. Nhưng mà một vài lần mà chúng ta bế tắc công phu, chúng ta thấy là chúng ta đã đi vào con đường cùng rồi, không thể nào xoay trở được nữa. Mình có thể là bích lấp hết hoàn toàn cái thấy cái biết gì của mình, cái công phu mình tới chỗ này là không còn rút lui được nữa. Rớt vào cái vùng đen tối thực sự và mình được thoát ra và mình thấy hiểu sâu hơn về công phu tu tập. Thì lúc đó mình mới thấy là nó có một cái lực gì rất là lạ đẩy mình qua cái cua này. Nó có những cái khúc quanh của công phu mà nhờ cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình đã từng gieo trồng ở dưới tâm bảo rất là sâu,
mình mới qua những cái đoạn kinh khủng ở trong tâm linh của mình. Thì khi đó mình giật mình, mình thức tỉnh, nếu như không có một cái gia trì lực nào đó thì mình chắc chắn là mình không qua. Hoặc là trong cuộc sống này gặp rất là nhiều cái chuyện mà mình nói là cái sức người á không có giữ được cái mạng của mình đâu. Có những cái chuyện xảy ra mình thấy rõ ràng chết hết là 99,999% mà. Không còn cái cửa nào để sống đó, đó. Là lúc đó mình đã buông luôn rồi, mình không có nghĩ là mình sống, mình thả luôn rồi. Ôi vậy mà mình qua một cách rất là dễ dàng, thì cái chuyện mình qua này nó không phải là cái sức của người có thể giúp được mình. Thì lúc đó mình mới tin là rõ ràng trong suốt một cái quá trình sống của mình, bằng cái kinh nghiệm tu hành của mình sẽ thấy rõ ràng không có lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát không gia trì hộ niệm chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới gọi là đủ cái lòng tin sâu đối với Tam Bảo. Chứ không, chúng ta không có gặp những cái chuyện này chưa chắc là chúng ta có được cái lòng tin, tại vì cái, những cái kinh nghiệm sống của mình đã trải qua là không bao giờ thay đổi được trong cái thế nhìn của mình. Nhưng mà cái vị Bồ Tát thì không có mong mình đền đáp, đây là cái sự thật thôi. Bồ Tát đồng với chư Phật đều do đây mà thiện căn của Bồ Tát này đồng với chư Phật. Chư Phật cũng vậy, có nghĩa là chư Phật thì luôn luôn cũng thấy biết tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm và nghiệp tập của mình. Chư Phật, chư Bồ Tát đều thấy hết. Cho nên Bồ Tát mà thường gia hộ chúng sanh thì chư Phật cũng thường gia hộ chúng sanh. Cái vị giác ngộ thì cũng thường gia hộ chúng sanh, cũng giống như vậy. Cho nên đến một cái lúc nào mà Bồ Tát thường gia hộ chúng sanh thì biết là đã đồng với cái hạnh của chư Phật rồi. Và vì cái hướng của Bồ Tát là cũng đạt tới cái chỗ tận cùng như chư Phật, là viên mãn cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là tất cả những việc làm của Bồ Tát đều hướng tới cái chỗ đó. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem tất cả những căn lành bố thí trên đây hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được điều phục thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh dứt trừ phiền não, nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện tất cả chúng sanh do tâm thanh tịnh nơi khoảng một niệm mà đi khắp pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh có trí huệ khắp cả hư không pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh được nhất thiết trí điều phục chúng sanh khắp cả ba đời, trong tất cả những thời gian luân chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối. Chúng ta thấy những cái nguyện này rất là hay. Thứ nhất là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được điều phục thanh tịnh. Điều phục nhưng mà chưa chắc là đã thanh tịnh. Nhưng mà đến lúc mà cái tâm chúng ta nó đủ cái định tĩnh ha, nó đủ cái nhu nhuyến, nó đủ cái mềm mại và dễ gì là dễ điều khiển á. Đó là chúng ta dễ điều khiển đến cái mức độ nào. Nếu mà cái tâm chúng ta có định tĩnh rồi, nó nhu nhuyến, nó dễ điều khiển, là mình để cho nó động thì nó động, mà mình muốn nó tắt là nó tắt. Lúc đó gọi là mình làm chủ được tâm nha. Còn bây giờ mình làm chủ không có được, là mình đâu có muốn nó khởi đâu, nó khởi linh tinh đúng không? Hồi khởi chuyện này, hồi khởi chuyện kia. Là lúc này là lúc mà tâm chúng ta còn người là còn cường liệt, là khó điều phục. Nhưng mà đến một lúc chúng ta điều phục được tâm của mình rồi á, là mình muốn tâm mình thanh tịnh thường trực, không có động niệm, thì tuyệt đối là không có một niệm nào khởi. Tới mức này là chúng ta đã có một cái lực rất là lớn, và phải trải qua một giai đoạn công phu rất là dài mình mới có cái này, chứ còn bình thường người thường không có đâu. Cho nên ở đây Bồ Tát thấy là nguyện cho chúng ta điều phục được, để chúng ta ở cái chỗ thanh tịnh. Đó là cái đầu tiên. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta có cái lực đủ để có thể điều phục, giữ được cái tâm chúng ta ở chỗ thanh tịnh thường trực, là chúng ta giỏi lắm rồi đó. Muốn cho nó khởi thanh tịnh à. Thế vậy đó, nó là một giai đoạn dài của công phu tu tập ở trong cái thiền định, không phải chuyện đơn giản đâu. Cái thứ hai là dứt trừ tất cả những phiền não và nghiêm tịnh cõi Phật. Đây mình nghe từ phiền não là mình tưởng là những cái chuyện mà buồn thương, giận ghét, khổ sầu rồi nọ kia của thế gian, nó là cái thô lắm. Đến lúc mà cái tâm chúng ta vi tế rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng chỉ cần mình nhìn một sự vật mà mình trụ một chút, ví dụ mình nhìn cái hoa mà mình trụ một chút, là mình sẽ phát hiện cái sự dính mắc của mình á ở duyên cảnh. Mình nghe một âm thanh, mình có một cái chút gọi là hoan hỷ gì trong đó,
tức là mình sẽ thấy được cái sự vướng mắc mình ở thanh âm. Cái sâu ở bên trong là vậy, chỉ có một chút thôi, một chút dừng lại gì của mình thôi, một chút dừng trụ nào của mình thôi, không phải là mình dừng trụ lâu. Thế mình cũng công phu giỏi lắm rồi, nhưng mà một chút móng niệm để hướng tâm ra bên ngoài, tức là bắt đầu cái mầm móng của phiền não khổ đau nó thổi lên. Thì vừa có móng râm mình thấy biết được, vừa có một chút vướng mắc mình thấy biết được, mình trở lại thanh tịnh, tức nghĩa là mình làm chủ được tất cả mọi cái. Và đến khi mà tâm mình nó hoàn toàn nó sạch luôn những cái gợn lăng tăng chưa thành hình bất kỳ một cái buồn thương giận ghét nào xảy ra trong tam giới này nữa, thì lúc đó mình mới gọi là nghiêm tịnh cõi Phật của mình. Chứ còn một cái móng niệm nào thì chúng ta không có được gọi là nghiêm tịnh cõi Phật được. Tại vì tất cả những móng niệm của mình đều là vướng ở trong cái trần lao hết, trong cái phiền trược, phiền não hết, chứ không có dính mắc nào của chúng ta mà nó vượt thoát ra khỏi những cái điều này. Cho nên chúng ta phải dứt hết được tất cả những cái đó thì mới được gọi là nghiêm tịnh cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh tâm thanh tịnh nơi phản một niệm mà đi khắp pháp giới. Đó, giống như hồi sáng mình nói á, ha. Lúc đầu á là ví dụ như bây giờ mình công phu tới cái chỗ là tâm mình thanh tịnh như vậy đi. Mình đang ngồi đây cái mình không có niệm quá khứ vị lai hết, mất hết rồi, tự nhiên nó lắng động hết rồi. Tự nhiên nghe thân mình nó cũng rỗng lặng, rồi tâm mình nó thanh tịnh, và sự rỗng lặng thanh tịnh mênh mông nó sẽ hiện ra hoài ở nơi bản tâm của mình. Cái mình thấy mình không có thân, mình thấy mình không có tâm, cái mình thấy nó không có hoàn cảnh. Lúc đầu nó không có hoàn cảnh đâu nha, không thân, không tâm và không hoàn cảnh, cả ba đều không, và nó chỉ còn có cái rỗng lặng thanh tịnh thôi. Tuy nhiên lúc đầu là nó không hiện ra gì á, thì bắt đầu là tự dưng nó sẽ hiện nhiều thứ hơn hồi trước tới giờ. Những hình ảnh mà từ trước giờ mình chỉ thấy một chiều, thấy một hướng ở phía trước, bây giờ tự dưng bên này cũng thấy, bên này cũng thấy, bên này cũng thấy, tức là mình thấy rất là nhiều hình ảnh. Tự dưng cái một cái vật gì đó mà mình thấy hồi trước mình thấy có một mặt, bây giờ mình thấy hết 360 độ của nó. Tự dưng có một âm thanh rất là xa mình nghe được, mà không phải một hướng mà rất là nhiều hướng. Và tự dưng cái ánh sáng nó không phải mập mờ giống như vậy mà nó sáng rực lên. Tự dưng cái tâm mình nó thông, không còn ở chỗ nào ngăn cách. Lúc đó mình giật mình không có tin là đang hiện hữu một cảnh giới như vậy ở nơi tâm của mình. Mình không tin. Tới lúc mà mình đủ cái định tĩnh lại á, thì mình thấy toàn những cái mình đang thấy, đang biết là toàn cái tâm mình nó hiện ở chỗ đó. Đó là tâm của mình. Và sâu hơn nữa thì nó sáng rực hơn, nó rõ thông hơn, và nó thấu suốt không còn lầm lẫn với bất kỳ một cái gì trong tam giới này nữa. Nhưng mà chưa đầy chớp mắt đâu, mọi chuyện nó sẽ là như vậy, chứ không phải nó lớn từ từ. Cái này nó không phải lớn từ từ, mà chưa đầy chớp mắt mọi chuyện nó xảy ra như vậy. Thế vậy là mình tự nhiên mình có một cái sự thanh tịnh mà chưa đầy một niệm, một niệm đã đi khắp pháp giới. Nhưng mà cái này nó chưa thành một niệm được nữa, nó chỉ là một sát na rất là nhỏ là khắp pháp giới được mình tỏ thông không lầm lẫn trong một sát na đó thôi. Thì những cái này gọi là cái gì, đốn ngộ hay là đại ngộ gì đó, theo cái từ cái kiểu của nhà thiền á. Tự nhiên một phen mà mình thấu suốt hết pháp giới mười phương một lần. Mình không biết cái cách diễn tả ngộ của mấy anh thiền sư Trung Hoa diễn tả cách ngộ làm sao, nói một câu ngộ, đọc một cái ngộ, đọc một cái ngộ rồi đó. Tôi cũng phải dùng rất là nhiều cái gọi là cái gì, cái công phu của mình để mình hướng về mình coi cái lúc ngộ đó là cái gì. Và sau đó mà ảnh sống thì mình thấy rõ ràng là cũng không có vướng mắc trên cái chuyện gì thế gian. Rồi mấy ảnh cũng đối đáp lanh lợi, đúng không? Và giai đoạn đó, giai đoạn đầu á, thì mình thấy giống như là ngũ uẩn vậy không. Nhưng mà sau một đoạn dài công phu mình nhìn lại á, mình thấy ủa đâu phải đâu. Dữ lắm, vượt qua tưởng ấm. Tắc tưởng trong lúc đó đối pháp, đối đáp lanh lợi, chưa có phá nổi hành ấm và thức ấm. Cho nên đó là trong suốt cái lịch sử của thiền Trung Hoa, cái cách diễn tả chỗ ngộ, cái chỗ gọi là triệt ngộ của các vị,
chỗ đối đáp lanh lợi đến cái chỗ triệt ngộ, thì mình nhìn ra mình thấy không có bao nhiêu người có những cái ngôn ngữ mà nói một cái là nó thể hiện là trong một niệm mà khắp pháp giới được thấu suốt. Không có, không có kiếm được lý luận nó trong tất cả các thiền ngữ. Hiếm lắm, hiếm lắm. Chúng ta dùng từ hiếm lắm có nghĩa là rất ít người của Trung Hoa. Trong lịch sử mấy ngàn người đó, chúng tôi tìm không có quá được 20 người. Mình coi cách mà ngoài những cái cách lý luận về ngay cái lúc ngộ làm thơ và những cái câu thơ trước khi tịch đó, rồi mình nó nhìn là nhìn hai đội đó, mình nó nhìn ra rõ ràng là mình thấy bí hay là thông. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giảng những bản kinh đại thừa như là từ Kim Cang, là Bát Nhã, là Pháp Hoa, là Lăng Nghiêm, là Lăng Già và Hoa Nghiêm này, thì mình sẽ nhìn ra cái cách lý luận đó không có thông suốt. Giống như chúng ta coi cái quyển mà Kim Cang Chư Gia Hiệp Giải, ở đây có ai coi chưa? Ủa sao không coi được, mấy người tu thiền mấy quyển này rành lắm mà. Kim Cang Chư Gia Hiệp Giải có nghĩa là các cái vị mà lão thành của Trung Hoa gom lại để giảng giải quyển kinh Kim Cang Chư Gia, tức là nhiều nhà, nó nhiều vị thiền sư trong cái thời đó được vua triệu tập để giảng giải chứ không có vừa đâu á. Nhưng mà nhìn thấy tối lắm, nói không ra, nó không ra ngay câu đầu tiên luôn. Ở đó tôi cũng coi nghe Kim Cang Chư Gia Hiệp Giải là các lão tổ giảng, không, mình mê lắm, mình lật ra mình đọc mình thấy nó cũng tối hù, mà thật sự sau này mình đọc mình vẫn thấy tối nghĩa. Nó không có phá nổi, không phải đơn giản mà có thể nói mà thoát được trong cái lý luận của các kinh điển đại thừa đâu. Thấy vậy chứ rất là khó. Cho nên người mà giảng những cái bộ kinh đại thừa là một người mà giống như Tổ Bá Trượng nói là tâm thông và thuyết cũng thông như mặt trời treo không một cách thực sự, thì nó mới thấu thoát hết mọi vấn đề. Có nhiều khi thông tâm mà không thông thuyết mà không thông tâm không thông thuyết thì có thể chấp nhận được, mà thông thuyết mà không thông tâm là cái như thua chắc. Lành mồm lẹ mép nhưng mà nó không có thông cái tâm là thua chắc 100% luôn đó. Cho nên trong nhà thiền nó rất là khó. Cho nên nếu như mà cái cảnh giới ấy, một niệm mà khắp pháp giới thấu suốt nha, ở đây dùng từ là đơn giản là trong một niệm thấu suốt khắp pháp giới thôi. Nhưng mà thấu suốt ở đây không có nghĩa là thấy hết tất cả mọi cái một lần. Thỉnh thoảng vẫn có một người thấy như vậy, hai người thấy như vậy, nhưng rồi bị bích lấp trở lại. Các vị thiền sư có khả năng có những người một lần thoáng qua thấy như thế, và thực sự thấy như thế này, nhưng mà không phải đâu. Thấy cái hiện thực đang hiện ra khắp pháp giới như vậy, nó chỉ là một cái thoáng thấy thôi. Nhưng thấy cái hiện thực khắp pháp giới rồi sao nữa? Suốt quá khứ, hiện tại, vị lai đều được thấy. Chứ anh thấy cái hiện tiền không á là vẫn không phải là người sáng mắt. Ôi nó kinh khủng như vậy. Anh thấy hết pháp giới này một lần, một lượt được á, đúng á, chứ không phải là sai, nhưng mà đúng phút đó thôi. Nhưng nếu anh không thấy xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai thì xem như anh thấy chưa tới. Ôi chuyện kinh khủng như vậy. Cho nên triệt ngộ nó phải là như vậy. Phút giây triệt ngộ là thấu suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Và không phải quá khứ, nó không còn là quá khứ, nó không còn hiện tại, nó không còn vị lai. Nó chỉ là cái sự hiện tiền. Mà sự hiện tiền đang xảy ra, đang được mình thấy là chuyện xảy ra cách đây hàng tỷ tỷ kiếp của mình hồi trước đó. Nhưng mà nó vẫn hiện ra hiện tiền. Và cái chuyện vị lai nó cũng sẽ hàng tỷ tỷ kiếp về sau á, nhưng mà nó cũng hiện ra hiện tiền. Và tất cả những cái chuyện mà lớn, chuyện nhỏ, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở, chuyện còn, chuyện mất, những thành tựu quả không gì gì của pháp giới ở khắp mười phương này đều được hiện ra. Cũng trong một sát na hiện tiền đó mà thấu suốt không lầm lẫn, dù một mảy may rất là nhỏ của cái người kia đứng cự lộn với người nọ ở góc kia, người kia hấp hối ở góc này, ở chỗ này người này chuẩn bị chứng đạo gì, tất cả những chuyện đó đều được thấy, được biết. Nhưng mà thấy biết đó nếu là ở cõi của mình á, thì vẫn chưa phải là người triệt ngộ, mà là hiện ra tất cả những cái cõi giới giác ngộ của các vị thánh Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các cảnh giới của các vị Bích Chi Phật, cảnh giới các vị Bồ Tát và cõi giới của chư Phật, thì lúc đó hoàn toàn chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy như vậy thì cũng chưa phải là ở tầng giác ngộ thôi, mà cái tầng sâu của sinh tử vô lượng kiếp của chúng sanh cho tới tận 18 tầng địa ngục, tất cả các cõi, các loài đều được hiện ra trong cùng một sát na đó nữa.
Thật ra cái phúc triệt ngộ không phải là cái phúc được thanh tịnh tâm, là cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, là rỗng lặng, là không có móng niệm, không có phiền não, không có khổ đau, không có động gì hết, là thực sự là an lạc, thực sự là rỗng lặng mênh mông gì đó. Cái cách diễn tả đó mình thấy là không có sai, nhưng mà không phải là cảnh giới của bậc giác ngộ. Sai thì không sai, nhưng mà chưa thực sự giác ngộ. Cho nên là cái thiền định nó không phải là giải thoát, đúng không? Mà trong từ đạo Phật nó là đạt ngộ, lạc là giác ngộ mới được giải thoát. Giác ngộ là trí thấu suốt, chúng ta phải nghe và chúng ta phải hiểu và chúng ta phải phân biệt được, gọi là giác ngộ giải thoát, chứ thiền định không có giải thoát. Và cái tuệ á, tuệ giác được hiện ra thì cái thánh tuệ đó ở cái tầng nào, thấu suốt ở bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu cõi giới của tâm, bao nhiêu cảnh giới tu chứng, bao nhiêu tầng bậc thánh hiền, tất cả những cái đó đều được thấy hết mới được gọi là giác ngộ giải thoát. Chứ chưa tới cái trí này thì không phải là trí giác, không phải là trí giác trong đạo Phật. Cho nên một khoen mà trong một niệm thấy hết pháp giới thì cũng được đó, nhưng mà coi chừng anh thấy làm sao, thấy làm sao nói tôi nghe đi. Ở bây giờ mấy người nói tu thiền tông đốn ngộ, đốn tu gì đó, nói đi, đừng có giỡn chơi. Thật ra là chúng ta nhìn lại, nếu mà chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xôi lại hết mấy cái lý luận của thiền mà từ trước giờ mình học, và nhất là những cái lý luận của thiền tông á, thì chúng ta sẽ nhận ra được là họ cũng có tu thiền và họ cũng có ngộ thiền, nhưng mà tới cái chỗ mà gọi là tuyệt đối giác ngộ này là hiếm lắm, hiếm lắm. Chúng tôi dùng từ là hiếm mà đếm đầu ngón tay chưa hết chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nó đủ sức để có thể diễn tả cảnh giới giác ngộ mà thấu suốt pháp giới mười phương này tôi chấp hết á, không có đâu. Nếu mà không có đụng tới Kinh Hoa Nghiêm là chúng ta cũng chưa từng nghe luôn, phải nói thật là như vậy. Thực sự nếu mà không đứng ra giảng một Kinh Hoa Nghiêm là suốt đời này quý vị cũng không nghe tôi nói cái gì nó giống giống vậy được á, nó không được. Cho nên là đụng tới bản Kinh Hoa Nghiêm tới cảnh giới đó mới nói được. Cho nên là mỗi một cái bản kinh đều có ý chỉ của nó là vậy. Tới tận cùng là chúng ta không thể nói khác hơn được. Mặc dù cái nói cái này là không ai hiểu, ở cõi người có khi không hiểu, nhưng mà giờ phút này là nhiều người hiểu lắm à. Các loài các cõi có thể được thông với cái tâm mà thấu pháp giới này. Tại vì khi cái tâm thấu pháp giới này nó rực sáng và nó lưu thông một cách kỳ lạ lắm. Tất cả những cái tâm mà cận kề sẽ được soi sáng, sẽ được phá vỡ và được gọi là khai thị để triệt ngộ. Nhưng mà ngôn ngữ thì chỉ là ngôn ngữ người phàm, nhưng mà tâm thì nó đã là pháp giới. Thật ra là bây giờ đang nói ở cái ngôn ngữ là lời nói của cõi mình, nhưng mà tâm lượng ở nhập trong cảnh giới đó là cái sự rung động của cái pháp giới tâm. Nó hoàn toàn không có giống gì cái này, nó chỉ sanh ra lời nói của cõi này thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai cái nó khác nhau. Thì cái tầng mà rung động tâm kia không phải là thuyết pháp, nhưng mà nó là cái tầng rung động với cái chỗ tận cùng của đạo lý. Thì chỗ tận cùng đạo lý là nó sẽ rung động khắp pháp giới, nó sẽ trùm khắp pháp giới, nó sẽ soi sáng khắp pháp giới này, và các loài các cõi có thể thông cảm, thấy biết được, tiếp nhận được tới cái chỗ tận cùng của pháp giới. Thì nó là một cái chuyện khác hoàn toàn. Cho nên nó là cái chuyện mà gì đó ngộ thiền là thiên hà đại địa chấn động, gì đó đất trời sụp đổ, cái diễn tả nhiều cái diễn tả cũng hay lắm. Nhưng mà sau đó mình nhìn cái hành trang á thì mình thấy khác đi, nó không phải cái chỗ mà Phật tổ muốn diễn tả cảnh giới sâu màu này. Ở Bồ Tát phải nói một cái câu là trong một niệm mà đi khắp pháp giới này là cái thấy biết của những người mà thực sự đã ở trong cái cảnh giới khắp biết, khắp thấy, khắp dung thông rồi. Đấy là cái gì họ cũng thấp đó. Họ động dụng được khắp, họ thấy biết khắp, họ dung thông, họ xuyên suốt, họ không còn bất kỳ một cái gì ngăn trở nữa, mà tất cả cái cảnh giới, tất cả cõi giới là họ đều được hiện đầy đủ khắp hết, không có chỗ nào sót. Thì dùng từ là khắp pháp giới mà, chỉ một niệm mà đi khắp pháp giới là như vậy.